Chào mừng quý vị và các bạn đang quay trở lại với chuyên mục tin tức mới mỗi ngày. Hy vọng quý vị và các bạn sẽ có những thông tin thật bổ ích và đừng quên ấn nút like, share và đăng ký để ủng hộ cho kênh của chúng tôi nhé. Và sau đây, xin mời chúng ta cùng đến với những phần tin chi tiết. Từng có một tuổi thơ nhọc nhằn, cảm nhận hết đầy đủ nỗi đau của một đứa trẻ phải chịu cảnh mồ côi. Chính vì cảm nhận quá rõ những điều ấy nên khi đã trở thành một ca sĩ nổi tiếng, sau khi chăm lo chu đáo cho các em, Phi Nhung dành số tiền tiết kiệm của mình để đi làm từ thiện, giúp đỡ những hoàn cảnh không may trong cuộc sống. Cho đến hiện tại, chị không nhớ mình đã đi qua bao nhiêu vùng quê tặng quà, giúp người nghèo xây nhà, xây viện dưỡng lão. Và cách đây hơn 5 năm, trái tim nhân hậu của chị đã trùng lên nhịp đập mẫu tử thiêng liêng với 18 người con mà chị yêu thương và chăm lo không khác gì ruột thịt. Các con của Phi Nhung được nuôi dưỡng tại một ngôi chùa ở Bình Phước. Nơi đây đã được chị tu sửa lại khang trang bằng tiền túi của mình và bạn bè thân hữu để các con có một nơi học tập và ăn ở. Ngoài việc chăm chỉ đi hát kiếm tiền nuôi các con, Phi Nhung còn cùng sư phụ trong chùa mở một quán cơm chay kiếm thêm thu nhập để chăm lo cho tốt hơn. Khi được hỏi bận rộn đi diễn nhiều nơi thì làm sao có thể chăm sóc tốt cho các con, cô chia sẻ may mắn là bên cạnh Phi Nhung còn có sư phụ trong chùa có ba vị sư cô thay nhau chăm sóc cho các con rất là chu đáo. Hàng ngày có chuyện gì xảy ra, từ chuyện các con mọc răng, học giỏi được 10 điểm hay bị bệnh, sư cô đều quay video lại và gửi qua điện thoại nên dù Phi Nhung đi diễn xa vẫn biết được tình hình của các con. Còn ngược lại, Phi Nhung muốn dặn dò dạy gì các con thì chỉ việc quay video lại gửi để sư cô và các con xem. Từ khi có các con, Phi Nhung về Việt Nam thường xuyên hơn để có thể ở gần các con hơn. Nhưng khi không đi diễn thì sáng chị lái xe lên thăm, đón các con đi học về. Ăn uống ra sao và học tập như thế nào? Tối thì lại về Sài Gòn, cuộc sống của chị cứ nhẹ nhàng trôi như vậy. Vì quá yêu thương các con mà nhiều năm nay Phi Nhung rất muốn làm một live show như những anh chị đồng nghiệp để tri ân khán giả. Nhưng vì nuôi các con nên trách nhiệm cũng khá nặng nề. Cứ mỗi lần Phi Nhung định đi làm và nhận thêm con thì lại phải ngừng lại. Chính vì thế mà từ vài em đến nay giờ đã có 18 đứa con. Và ảnh hưởng từ cuộc sống cơ cực từ nhỏ nên làm gì Phi Nhung cũng phải kỹ càng vì sợ không chăm lo cho các con đến khi trưởng thành. Nên tiền kiếm được đều dành cho các con, nuôi dưỡng các con ăn học thành tài. Vào ngày 11 tháng 10 tới tại nhà hát Hòa Bình là một niềm vui không thể nào nói thành lời. Để chị có dịp cảm ơn hết tất cả những khán giả yêu thương mình. Trong đêm nhạc, Phi Nhung sẽ thể hiện lại những bài hát gắn liền với tên tuổi. Trong 20 năm qua, sẽ hòa thân thành hai mẹ con khi song ca cùng mẹ nuôi Giao Linh. Sẽ thành chị em cùng Dương Trừ Vũ và nhiều tiết mục đặc biệt cùng các khách mời Trần Thành, Quách Ngọc Ngoan, nghệ sĩ Kim Tử Long, Bảo Trung, Việt Anh và Kiều Mai Lý. Chương trình được sản xuất bởi Trung tâm Truyền hình Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thích, hãy like và share. Và đừng quên bấm nút đăng ký tại đây để xem thêm nhiều video hấp dẫn hơn của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.